Xin chào tất cả anh em nha, lại là Yuzu Gaming đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Memu nữa. Và Memu thì hình như tôi đã hướng dẫn mọi người cách chỉnh cách kiểu rồi. Hôm nay tôi sẽ trải nghiệm tiếp Memu xem sau mấy ngày thì Memu còn mượt hay không. Hình như là xem coi hôm nay tôi chơi thì sẽ có gì vui không, có gì vui không nào. Nhưng mà sao FPS nó không được mượt nữa ta? FPS 60 của tôi cũng mất tích luôn rồi. Alo, FPS 90 của tôi cũng mất tích luôn rồi anh em ơi. Hình như là do đồ họa Wi-Fi á. Bây giờ cái ứng dụng nào á mà tôi chơi mượt á cũng bị cái này làm thành lắc hết rồi các bạn ơi. Chả hiểu nữa, do Free Fire nó làm lắc rồi anh em ơi. Hay là do Free Fire nặng quá rồi, vậy nên phải có những cái file fix lắc đúng không anh em. Như mọi người thấy FF chỉ có 40 mấy thôi, khá là khác với hôm kia. Trong khi đồ họa thì tôi nói là .com rồi. Tôi sẽ vào khu vực này, FF bị tụt xuống chỉ còn lại 30 thôi các bạn ơi. Các bạn nhớ hôm bữa mình chơi FF còn 90 mà đúng không? Bây giờ cứ để đồ họa cao là FF sẽ auto tụt xuống dưới đây luôn các bạn ạ. Bị giật nữa, giật nữa nè. Bị giật rồi các bạn ơi. Và bị giật này là do cái gì vậy? Xong luôn rồi các bạn ơi. Đang chơi Free Fire mà bị giật. Cách tốt nhất là mình nên out nó ra. Mình phải áo nó thôi các bạn. À, xong thì bây giờ mình sẽ vào lại. Vào lại. Ở miền Nam giết rồi nói chuyện cứ ông và người miền Nam nên nói chuyện cứ dào dào cơ mà. Còn game thì khá lâu tại vì cái ứng dụng này nó khá là nặng. À đúng rồi, giờ mình sẽ chuyển lại thành Druid đi. Khởi động lại ngay bây giờ. Hồi nãy mình chỉnh sang Oberyn. Giờ mình chỉnh lại Druid xem coi FM nó có thay đổi không. Tại hồi nãy mình có tưởng là tại hồi trước mình dùng cái Oberyn đó thì mình chơi FF 90 mà nó đứng đứng ở đó luôn. Còn bây giờ không hiểu sao bên cả Free Fire, bên cả Blue Star Tất cũng như Free Fire bây giờ mình chọn cái đó thì nó lại cảm giác FF đều tụt xuống 30. Để mình xem thử coi Memu phiên bản lên Druid thì nó có thay đổi khác bột không. Bây giờ mình sẽ vào game chuẩn bị đăng nhập lại, cầu mong được có con bot nào bắn chết mình nha. Mình nghĩ là có bot á nhưng mà cầu mong đừng bắn chết mình. Đăng cái nó lại các bạn ơi, cầu mong chưa có con bot nào nha, đừng có vừa vô là thấy mình đang nốc rồi nha các bạn, vậy là đen lắm á. Ok các bạn ơi, thật tôi phí người, phải phí người cứu tôi đi chứ, tôi không muốn ra cái trận mới đâu. Vừa nói đen lắm, vô gặp bị chết là đen lắm, ai ngờ đen thật. Cảm ơn bạn này cứu được ba người luôn. Cảm ơn bạn này là một người tốt, chơi game cũng hay. Tôi nhìn thấy cách cầm súng của bạn này thì rất là giống người chơi bình thường rồi đó. À, nãy giờ tôi cảm giác nó khá là mượt mượt nha. Bây giờ tôi sẽ hiện từ FPS. Đó các bạn, FPS lên được tới 8 mấy 90 kìa. Có vẻ như đây á là do Open đều và đều biết. Ôi bro cứu tôi giúp bro. Đấy các bạn có thể thấy FPS của mình đã tăng lên lại. Thì ra là như thế à. Vậy nên các bạn nào mà chơi cái Memu này thì thử đổi lại, đổi qua đổi lại hai cái này thử coi cái nào vượt hơn nhá. Ba đứa này có vẻ như không muốn cứu tôi rồi. Giờ chẳng khác đâu. Cái tên à. You are my friend rồi baby, I want to see the world baby. Mượt mà. Mượt vãi các bạn ơi. Tí tôi sẽ sang Free Fire của cái kia, tôi tự chỉnh lại cái này thôi. Quá ta kill bốn con boss các bạn. Lâu rồi mới chơi cảm giác bắn được cái sọt vui quá. Quá đỉnh anh em ơi. Gia đạn là đầu vào, gia đạn là đầu vào. Holy shit.